Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chương mục Tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Mới 23 tuổi, Hoàng Yến Chibi đã tặng mẹ biệt thự giá trị khủng. Mới đây mẹ của ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi chia sẻ về món quà đặc biệt mà con gái dành cho mình. Cô xúc động, ước mơ làm một phòng quần áo và một phòng để toàn đồ phanh tặng cuối cùng đã thành hiện thực. Ước mơ được trồng cây có sân vườn của mẹ nó đã thành hiện thực. Qua cuối năm của cô gái cho mấy năm làm việc cực lực, có lẽ đối với những người có tiền, nhà của mình thì chả là gì, nhưng với mình đó là cả một gia tài mang đầy mồ hôi và nước mắt của cô gái đó. Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn biệt thự Hoàng Yến tặng mẹ có giá 6 tỷ đồng, chưa tính nội thất và những chi phí phát sinh sau khi hoàn thiện. Điều đáng nói, khối bất động sản này nằm ở vị trí đắc địa thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 200m2, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khả năng tài chính của nữ ca sĩ mới 23 tuổi. Hoàng Yến Chibi tham gia nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và sớm ghi dấu với khán giả qua giọng hát trong trẻo giàu cảm xúc cùng gương mặt xinh xắn đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2014, sau khi giành giải ác quân của chương trình Học viện Ngôi Sao và quyết định năm tiếng, Hoàng Yến mới thật sự đến gần hơn với từng lớp khán giả. Khi vào miền Nam, mẹ nhận sâu hay tham gia vào các hoạt động của tôi, kể cả những lúc bạn bè đồng trang lứa đi chơi, còn tôi thì làm việc cũng không khiến tôi cảm thấy bất công hay tiếc nuối gì cả. Bởi ở thời điểm hiện tại tôi đã có cho mình một khối tài sản nhất định, trong khi nhiều bạn của tôi vẫn còn đang chật vật với cuộc sống ở bên ngoài cùng mức lương thấp. Và bây giờ ở tuổi 23, tôi lo được cho bố mẹ và em trai, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm và tự hào không chỉ ca hát hoàng yến còn được biết đến với vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh sitcom tính đến nay hoàng yến đã sở hữu cho riêng mình một gia tài điện ảnh lớn bên cạnh đó hoàng yến còn thử sức mình ở vai trò mc Mới đây, cô vừa nhận giải ca khúc nhạc phim của năm tại Cannes Young Awards 2018 với phần thể hiện nhạc phim tháng năm rực rỡ. Bên cạnh đó, thì vai diễn Hiểu Phương do Hoàng Yến đảm nhiệm cũng để lại ấn tượng tốt với khán giả của mình. Về đời tư, thì Hoàng Yến rất là kính tiếng chuyện tình cảm, là ca sĩ nói không với chiêu trò scandal và luôn tích cực lao động nghệ thuật. Trước khi tổ biệt thự tặng mẹ, cô từng bật mí đã có hai căn nhà tiền tỷ và xế hộp ở tuổi 22. Hiện tại khi cuộc sống đã đủ đầy, giọng ca 1995 có thêm sở thích chơi hàng hiệu, thường xuyên xuất hiện với nhiều phụ kiện đắt đỏ, có khi diện cả cây hàng hiệu đi dự sự kiện. Quách Thành Danh tậu biệt thự sân vườn 20 tỷ đồng tặng vợ và bốn con. Quý vị tín giả thân mến trong ngày phía thần tài ngày 25 tháng 10 mùng 10 Tết, ca sĩ Quách Thành Danh đăng tải thông tin tổ nhà mới với hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, may mắn. Bên cạnh đó, do nhà có bốn con nhỏ và năm người giúp việc nên giọng ca tôi là tôi thay đổi cơ ngơi để mọi người sinh hoạt thoải mái hơn. Liên hệ với Quách Thành Danh, anh cho biết căn nhà mới mua tặng vợ con có diện tích sử dụng 500m2, tọa lạc tại khu dân cư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, gồm năm phòng ngủ một phòng khách một bếp một phòng ăn quầy bar và phòng karaoke riêng có thành danh cho biết, căn biệt thự sau hoàn thiện có giá trị 20 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại với tông màu kem. Bên cạnh đó, căn nhà có khoảng sân vườn khá rộng, được trang bị hồ bơi cùng vui chơi dành riêng cho trẻ em. Trước đây, gia đình Quách Thành Danh sinh sống tại căn biệt thự 10 tỷ đồng, được xây dựng vào năm 2009, tọa lạc tại khu dân cư phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ ngơi giọng ca tôi là tôi, tích góp xây dựng sau hơn 20 năm ca hát. Giọng ca tôi là tôi tâm sự. Thú thật, nhà cửa, xe cộ đều do tôi làm việc tạo ra. Nếu mỗi người đều có ý chí và đặt ra mục tiêu để phấn đấu, thì không gì là không thể. Gia đình tôi làm đủ sống, chăm lo cho các con và chi tiêu hàng nghìn thứ phát sinh mỗi ngày. Ngoài việc tức bật chạy show, có thành danh còn kinh doanh, bất động sản và spa làm đẹp. Anh cho hay công việc ca hát mang lại cho anh nguồn thu nhập chính, nhưng anh vẫn muốn tạo cho bản thân nhiều cơ hội mới cho tương lai. Nam ca sĩ cập nhiều lời đồn về cưới vợ giàu. Về điều này anh nói, tôi xin khẳng định vợ là người xuất thân trong gia đình hoàn toàn bình thường. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Có lẽ thuận vợ thuận chồng nên tổ nghiệp yêu thương, mười mấy năm đi hát đều rất thuận lợi. Bên cạnh đó tôi đầu tư kinh doanh cũng đúng chỗ nên tiền sinh ra tiền. Bà xã kém hơn có Thành Danh 8 tuổi cả hai gặp nhau trong lần quay MV rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Cặp đôi chính thức kết hôn cách đây 7 năm và công khai rồng rộ với truyền thông và khán giả. Tôi trân trọng tình cảm của mình và không muốn bị đưa ra bàn luận quá nhiều. Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, tôi bắt đầu cỡ mở hơn. Chúng tôi có bốn cháu đều khỏe mạnh, năng động và thông minh. Trước giờ tôi và vợ luôn ý thức được việc không chia sẻ nhiều về con cái để các con được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác anh nói về việc xin nhiều con có thành danh tâm niệm nhiều con nhiều phúc nên gia đình anh không suy nghĩ nhiều về vấn đề này bên cạnh đó anh rất trân trọng vợ trẻ xinh đẹp vì dù rất sợ đau nhưng biết chồng thích em bé nên cô vẫn cố gắng mà không hề than phiền điều gì vì vợ đã hy sinh quá nhiều nên ngoài việc ở nhà và chăm con có thành danh không cho vợ làm thêm việc gì anh tâm sự vẫn kinh tế tôi sẽ cánh phát hết chạy sâu nhiều hơn một chút là được tôi phải làm việc gấp đôi ngày trước vì phải lo cho gia đình sáu người và năm giúp việc khám phá biệt thự nhà vườn triệu đô của Diva Mỹ Linh ở ngoại thành Hà Nội. Vợ chồng Diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân chuyển về sinh sống tại căn biệt thự nhà vườn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào năm 2009. Căn biệt thự của Mỹ Linh ước tính có giá 1 triệu đô, nằm trên nền đất rộng 1,3 hecta, gồm các công trình, một nhà ở và một phòng thu diện tích khoảng 300m2, một bể bơi khoảng 60m2, bao bọc xung quanh là không gian vườn thiên nhiên, tạo cảm giác thoáng đẳng, ngoài ra nhà còn có khu để xe và một số công trình phụ khác trong vườn nhà có hồ bơi ao cá vườn trâu hoa cỏ biệt thự được thiết kế theo kiểu không gian mở gỗ và kính là những chất liệu chính tạo cảm giác thoáng mát dễ chịu khi được hòa mình vào thiên nhiên hàng hiên được bài trí nhiều ghế mây để chủ nhân có thể ngồi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi Năm 2014, Diva Nhạc Việt quyết định đưa hình ảnh căn biệt thự triệu đô giữa thiên nhiên vào MV Giáng sinh. Đây là lần hiếm hoi khán giả được mạng nhãn ngắm nhìn căn biệt thự, mang xu hướng hiện đại và tiện nghi của Mỹ Linh với các cảnh quay từ khu vườn, phòng ăn, phòng khách. Một góc quay trong phòng khách cho thấy nội thất trong nhà được thiết kế hiện đại, sang trọng, màu sắc tinh tế. Một góc phòng khách của nhà Mỹ Linh có tông trắng đỏ tạo cảm giác ấm cúng. Phòng ăn rộng rãi thoáng mát, một góc dụng cụ cho nhạc để nhạc sĩ Anh Quân chồng Mỹ Linh thỏa sức sống cùng với âm nhạc. Phòng thu âm với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất Việt Nam nhằm phục vụ cho công việc của cả hai vợ chồng. Phòng thu nhà Mỹ Linh được nhận xét là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nơi ra đời của hàng loạt những sản phẩm của Anh Quân và Mỹ Linh, phòng thể thao giải trí của gia đình với nhiều dụng cụ hiện đại. Bể bơi ngoài trời rộng 60m2 được bao quanh bởi vườn cây xanh mát. Vào dịp Giáng sinh hay Tết, gia đình Diva 43 tuổi đều trang trí cho căn biệt thự thêm màu sắc mới. Thiết kế mở với thiên nhiên khiến căn biệt thự của Mỹ Linh thêm phần đặc biệt. Diva Mỹ Linh tự tin tạo dáng trước hiên nhà với dàn dây leo và những khóm hoa, khoe sắc trồng thành hàng dài. Từng khóm hoa luống rau đều do một tay Diva nhạc Việt chăm bón hàng ngày nơi đây. Quân thể kiến trúc nhà ở sân vườn vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên của Mỹ Linh gây ấn tượng với người hâm mộ. Cô tạo thảm cỏ trên diện tích đất còn lại nhằm tạo không gian sống và nghỉ dưỡng xanh mát. Khu hồ tiểu cảnh thả cá chép được chăm chút kỹ càng. Ao thả cá rộng lớn có hướng nhìn ra quang cảnh núi non. Lâm Hùng tậu căn hộ 4 tỷ tặng vợ xinh đẹp từ Đà Lạt vào Sài Gòn sống. Quý vị tính giả thân mến, mới đây hình ảnh Lâm Hùng đón vợ và hai con vào Sài Gòn sinh sống, nhận được sự quan tâm từ các fan. Trước đây, nam ca sĩ phải thường xuyên di chuyển giữa Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh để vừa tranh thủ thăm vợ con vừa chạy show. Lâm Hùng tiết lộ căn hộ anh mới tậu có giá 4 tỷ đồng, rộng 120 m 2 tòa lạc tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cư ngơi mới mang ý nghĩa khá đặc biệt với Lâm Hùng, bởi đây là món quà anh dành riêng tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Căn hộ của Lâm Hùng được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu trắng nhẹ nhàng, màu trầm của gỗ tạo điểm nhấn. Sau khi mua căn hộ tặng vợ, Lâm Hùng dành nhiều tháng sửa sang, trang trí và thiết kế toàn bộ lại không gian cho phòng khách, bếp và phòng ngủ. Cách sắp đặt nội thất đến chọn màu sơn, bố trí đến tạo không gian ấm cúng cho phòng khách. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn trang bị dàn âm thanh hiện đại để bạn bè người thân có thể thưởng thức những giai điệu hay nhất mỗi khi đến nhà căn hộ với ba phòng ngủ, trong đó Lâm Hùng dành riêng một phòng để chứa trang phục quần áo phụ kiện đi diễn. Căn phòng không khác gì shop thời trang thu nhỏ mà bè bạn đến chơi ai cũng mê mẩn, Lâm Hùng tỏ ra khá hài lòng về căn hộ mới tậu. Cùng chung sống hạnh phúc và đã có ba thiên thần xinh xắn, Lâm Ngọc Khánh 9 tuổi, Lâm Ngọc hơn 4 tuổi và bé trai Lâm Phong 1 tuổi rưỡi. Lâm Hùng luôn trân trọng và biết ơn người vợ, đã sống hôn vất vả, chăm lo gia đình để anh theo đuổi sự nghiệp ca hát. Thế nhưng Lâm Hùng lại rất hiếm khi tặng quà cho vợ, anh quan niệm của chồng công vợ. Thế nhưng năm nay nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nam ca sĩ đã phá lệ, anh để vợ đứng tên căn hộ mới tậu. Nam ca sĩ thổ lộ thời gian đầu vì tất bật chạy show liên tục nên anh muốn vợ con có cuộc sống ổn định, an bình ở Đà Lạt, dù yên tâm nhưng nỗi nhớ vợ con da diết cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Lâm Hùng. Anh tâm sự, từ đó tôi quyết tâm phải cố gắng hết sức để kiếm tiền mua cho vợ một căn nhà tại Sài Gòn. Thay lời cảm ơn cũng như bù đắp phần nào công sức mà vợ tôi đã vất vả, thay tôi chăm sóc cho con cái. Chỉ một năm kể từ khi xa cách bà xã, tôi đã thực hiện được ước mơ và đón vợ con về gần bên mình. Người bạn đời tri kỷ của Lâm Hùng tên Khánh Ngọc, quê Đà Lạt, Lâm Đồng. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, nhan sắc chẳng kém người đẹp nào trong làng giải trí dòng ca hát cho một dòng sông chia sẻ. Bà xã Anh vốn là người hiền lành, cô không hề ghen tuông vô cớ hay bận lòng về công việc nghệ thuật của chồng. Thay vào đó, Khánh Ngọc luôn giữ vị trí của người hậu phương vững chắc, hết lòng chăm sóc và vung vén tổ ấm. Lâm Hùng hiếm khi chia sẻ về vợ trên trang cá nhân. Lý do chính là vì Khánh Ngọc cũng là người kinh tiếng và không thích lối sống nhiều tiểu phi của người nổi tiếng. Nam ca sĩ cho hay, chuyện bếp nút không hề gây khó dễ cho anh. Lâm Hùng có sở thích tự tay xuống bếp nấu ăn. Khi có thời gian rảnh nên anh cũng cầu kỳ. Trong việc trang trí không gian bếp rất đầy đủ tiện nghi. Lâm Hùng hạnh phúc khi thực hiện được tâm nguyện đưa vợ con về chung sống. Dòng cao quê Kiên Giang tiết lộ thêm. Sau khi mua căn hộ, anh bất ngờ khi biết hàng xóm của mình có khá nhiều đồng nghiệp như danh hài Bảo Chung, ca sĩ trường vũ Khánh Bình Hoàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.